tôi không khó chịu với em gái của ông. Bây giờ cũng thế. Nếu mà ông không vừa ý thì chúng ta ly hôn đi. Cái gì? Mẹ ơi. Trời ơi, giật mình. Lạ quá vậy. Cái gì ạ? Bình thường thì mẹ với cô Tú Anh như nước với lửa ấy. Sao giờ thế, thế nào? Thì lỗi cũng tại bọn em. Chứ vốn dĩ hai mẹ đã quen nhau từ thời còn trẻ rồi. Nhưng mà sao anh Phương vừa biết chuyện đã báo chị ngay được? Chị đừng bảo là hai anh chị làm lành ấy nhá. Hâm à? Kể cả là đồng nghiệp thì vẫn phải đối xử bình thường và lịch sự với nhau chứ. Thì tóm lại bây giờ mình đưa tính thế nào? Ba thì vẫn thế rồi. Mẹ sẽ không về như thế này đâu. Kìa mẹ. Kìa mẹ. Suốt bao nhiêu năm nay mẹ vun vén cho cái gia đình này. Tuy là bà mẹ không phải ríu rít như là đôi chim câu, nhưng mà luôn luôn thấu hiểu và suy nghĩ cho nhau. Nhưng hóa ra không phải như vậy. Mẹ muốn ba con xin lỗi à? Mẹ biết tính ba con rồi, ba con chả xin lỗi đâu. Đúng đấy mẹ ạ. Ba con ấy không phải là người xấu. Mẹ cũng hiểu là ba con thương em gái của mình. Mẹ cũng vẫn biết là đạo lý của người Việt ấy, lấy ai thì lấy cả gia đình nhà người ta. Nhưng mà cái gì thì cũng phải có giới hạn của nó thôi chứ. Nhưng mà con chắc chắn là ba đang rất lo cho mẹ. Lòng của ba đang như lửa đốt đi kìa mẹ. Suốt từ khi lấy nhau, ông ấy luôn dành những cái việc nhỏ cho mẹ. Còn những cái việc lớn ấy, không bao giờ ông ấy bàn bạc với mẹ nửa câu. Chả bao giờ quan tâm đến cảm xúc của mẹ. Thôi được, mẹ chưa chịu về, tụi con không ép. Nhưng mà mẹ nhớ, khi nào mà tụi con gọi điện ấy, mẹ phải bắt máy đấy nhá. Ừ, mẹ biết rồi. Thôi đi về đi. Đang đi học đi làm mà lại ra hết cả đây thế này. Định đình công đấy à? Đi về đi. Vâng ạ. Chị em con về đây. Chào mẹ. Thế chúng con về nhé mẹ nhá. Nhưng mà mẹ nhớ nhá, chúng con gọi điện mẹ phải nghe máy đấy. Về đi. Mẹ nhớ nghe máy của bọn con đấy. Alo. Có gì không? Ông nói đi. Tâm bà để đâu? Cái gì cơ? Tâm chỉ răng á. Trên bàn nước cũng không thấy, bàn ăn cũng không. Bà để chỗ nào cho dễ thấy một chút chứ. Thế à? Nếu mà không thấy tâm ấy, ông lấy tay ra mà xỉa. Nếu không thì bảo em gái của ông ấy chạy ra chợ mà mua. Nè nè nè, bà nói chuyện gì kỳ vậy? Bà đâu còn bé nữa, bỏ nhà đi không hề ngó ngàng chồng con, cửa hàng cửa họ gì hết á. Bà đang ở đâu? Ở đâu á? Ở đâu còn lâu tôi mới nói nhá. Ông thái độ nó vừa vừa chứ. Thái độ gì? Bà ở với tôi 40 năm rồi, có bao giờ mày bị áp lực bên gia đình bên chồng không? Mà thái độ, em gái tôi mới về ở có tháng mà bà dám nói đến tôi. Bà... Dạ, vô duyên. Đang nói chuyện cúp ngang. Mình phải nhanh lên mới được. Ở nhà này không ổn rồi. Phim Tình Trạng Đã Ly Hôn sản xuất bởi Viettel Media.